Ok, xin chào tất cả anh em đam mê PCB. Đấy, thì hôm nay shop phụ kiện PCB xin giới thiệu với anh em đây một mẫu kính là kính bút leo anh em nhé. Đấy, kính bút leo, đấy, biểu tượng hai sừng hiêu, đấy, thương hiệu của nó anh em nhé. Đấy, bút leo khắc chữ vàng đấy. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em muốn nói qua hình thức giao dịch của bên shop là luôn luôn là ship hàng là COD cho anh em. Đấy, COD anh em nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Đấy, anh em nhận hàng bóc qua xem đấy, đúng hàng đúng sản phẩm anh em cần thì anh em nhận, không đúng thì em không nhận anh em nhé. Đấy, đây là cách giao dịch của bên shop. Đấy, anh em nào thiện chí cần thì có thể gọi trực tiếp vào hai số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Đấy, hoặc là ép Zalo, hai số thì đều có Zalo anh em nhé. Đấy, em nào cần thì gọi trực tiếp, còn muốn tìm hiểu thêm thì ép Zalo em sẽ tư vấn cho anh em thêm anh em nhé. Đấy, bên em là chuyên cung cấp các dòng phụ kiện cho dòng PCP anh em nhé. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với em đây một chiếc kính bút leo. Đấy, thông số của nó là 3-9x40 anh em nhé, EG. Đấy, 3-9x40 EG anh em nhé. Đấy, phụ kiện đi kèm của nó thì gồm có đôi chân kính. Đấy, đôi chân kính và giấy và túi chống ẩm anh em nhé. Đấy, thì nó có hai cái lắp bịt anh em nhé. Đấy, đây em có thể giới thiệu chi tiết cho anh em xem. Đấy, thì đây là hỗ trợ cận viễn anh em nhé. Đấy, xoáy ra xoáy vào, anh em nào bị cận thì có thể chỉnh cho mình một mức nhất định để chơi anh em nhé. Đấy, bút leo khắc chữ vàng đấy. Còn đây là, để anh em có thể xem. Đấy, rất thuận tiện cho nhà chơi đêm anh em nhé. Đấy, đèn hồng tâm xanh đỏ cho anh em nhé. Đấy, rất chi ok. Đấy, đây à. Đấy, độ zoom của nó là từ 3-9 anh em nhé. Đấy, từ 3-9 cho anh em. Đấy, thì đây lên xuống anh em nhé. Đấy, sang trái sang phải anh em nhé. Đấy, thì một chiếc kính như này, đấy, nói chung là em giới thiệu qua cho anh em vậy. Đấy, hỗ trợ cận viễn anh em nhé. Đấy, độ zoom từ 3-9. Đấy, đèn hồng tâm. Đấy, đèn hồng tâm anh em chỉnh ở đây nhé, chỉnh ở đây luôn nhé. Đấy, lên xuống anh em nhé, sang trái sang phải. Đấy, thì nói chung là chiếc kính này thì shop bán ra với anh em báo giá luôn là 500.000 đồng. Đấy, 500.000 đồng bao ship bao phí vận chuyển cho anh em nhé. Đấy, anh em nào thiện chí cần thì gọi trực tiếp cho em. Đấy, hoặc là muốn bên biết thêm chi tiết thì có thể ép Zalo em, có thể gửi hình ảnh hoặc là quay video cho anh em xem nhé. Đấy, thì nay em xin giới thiệu qua cho anh em cái kính bút leo. Đấy, khắc chữ vàng 3-9x40 EG, biểu tượng hai sừng hiêu anh em nhé, hai sừng hiêu của công ty thương hiệu đó. Đấy, thì em xin giới thiệu qua cho anh em. Đấy, anh em nào thiện chí cần thì gọi video, gọi điện thoại hoặc ép Zalo anh em nhé. Em có thể quay video hoặc gọi video cho anh em xem cận cảnh anh em nhé. Đấy, thì anh em nào xem video thì ấn cho em nút like, nút đăng ký kênh anh em nhé, để em ra những video tiếp theo anh em ủng hộ anh em nhé. Đấy, xin chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.